Kính chào quý vị và các bạn. Trung Bộ mưa nốt trong ngày mai, sau đó mưa giảm, trời chuyển nắng và tăng nhiệt. Tây Nguyên nắng nhiều, chiều tối xuất hiện mưa trái mùa ở một vài nơi. Miền Trung ngày mai mưa tiếp tục xuất hiện ở khu vực từ Nghệ An trở xuống tới Quảng Ngãi. Hầu hết đều là mưa rào ngắt quãng, chỉ một vài nơi tương ứng với màu xanh đậm này là có lượng mưa khá trên 30mm. Từ trưa chiều mai thì mưa sẽ giảm dần. Thành phố Huế dự báo có xu hướng giảm mưa và tăng nắng tăng nhiệt trong 7 ngày tới. Mưa còn xuất hiện bất chợt trong ngày mai. Hai ngày sau đó thì nắng từ sáng đến chiều tối lại xuất hiện mưa dông. Lưu ý từ Chủ nhật trở đi thì sẽ chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ, mỗi ngày tăng 1 độ lên 37 độ vào ngày thứ ba. Ban ngày nắng nóng nhưng tối và đêm ở đây vẫn dịu mát với mức nhiệt thấp nhất không vượt quá 25 độ. Tranh thủ buổi tối thời tiết đẹp thì quý vị có thể ghé thăm phố đi bộ Hai Bà Trưng mới được khai trương ngay trong thành phố. Đến đây thì người dân và du khách có dịp khám phá, giao lưu sinh hoạt văn hóa, thưởng thức ẩm thực của địa phương, vui chơi, giải trí và mua sắm. Phố đi bộ Hai Bà Trưng được tổ chức vào các ngày tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Phố đi bộ thứ 3 ở Huế này được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian mở, điểm đến mới và khai thác một cách hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh giá trị văn hóa ẩm thực của Huế vào việc thu hút khách du lịch. Tây Nguyên ngày mai trời vẫn nắng mạnh. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa và Buôn Ma Thuột khá nóng trong khoảng thời gian giữa trưa khi mà nhiệt độ tăng lên 32 đến 34 độ. Về chiều tối, mưa dông giải nhiệt sẽ xuất hiện ở một vài nơi nhưng mà rất nhanh. Lâm Đồng có trạng thái chủ đạo là nắng trong 7 ngày tới, trong đó từ ngày mai tới ngày Chủ nhật thì trời không mưa với mức nhiệt cao nhất là 31. Là thời điểm để quý vị khám phá đỉnh Lang Biang. Nơi đây sở hữu bầu không khí trong lành, thảm thực vật trù phú, tươi tốt. Du khách khi mà bước chân đến đây thì đều cảm thấy vô cùng thoải mái và thư thái. Hai ngày đầu tuần sau thì mưa trái mùa có thể xuất hiện về chiều tối, mưa trên nền nhiệt cao dễ kèm theo với dông sét nguy hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo có thể xuất hiện mưa trái mùa hai ngày tới cũng như là hai ngày của tuần sau. Sáng đến chiều trời vẫn nắng mạnh và nóng, nhiệt độ cao nhất là 34 đến 36 độ. Không khí sẽ dịu hơn khi về tối và đêm với nhiệt độ thấp nhất là 25 đến 26 độ. Thủ đô Hà Nội còn tiếp tục mưa bất chợt trong 3 ngày tới, sau đó thì trời giảm mưa và nắng xuất hiện trở lại, kéo theo đó thì nhiệt độ cũng tăng lên. Dự báo 2 ngày cuối tuần khá nóng với mức nhiệt là 31-33 độ, thậm chí sang tới ngày thứ 2 còn chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ, nhưng mà sau đó nhiệt độ lại giảm và mưa xuất hiện trở lại. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.